phụ kiện điện thoại ngon vừa rẻ. Xin chào anh em, tôi Tiến 21cm và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lau cửa kính. Ok chưa? Rồi, cái này là nước lau sàn nhà này, cầm nhầm này. Và người ta bảo là lau kính thì các bạn có thể lau bằng giấy báo, nhưng mà nói chung là tùy vào kinh tế, mình có tiền thì mình dùng giấy trắng cũng được, không sao. Đây, thì tôi đọc ở trên Google và hỏi rất nhiều người là mọi người bảo là lau kính này thì chúng ta sẽ lau bằng tờ giấy này, nó rất là sạch. Ok. Nhưng mà khi lau cái này thì là nó sẽ là bị lem nhem, và bởi vì mình không có gạt này. Và lau kiểu này thì nó nghĩ rằng nó không thể sạch được. Dùng cái đầu. Không, cái đầu không phải là lau đầu vào cửa như này đâu, mà cái đầu là cái khác. Tôi sẽ hướng dẫn anh em dùng một cách mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa hơn. Không phải ra cái ghế để đập cửa kính vỡ đâu, không phải đâu, cũng không phải đâu, xem đừng làm theo vậy nhá. Thực tế rằng là mình đã test qua lau bằng nước rửa kính này, nó chỉ gọi là lau một cách là khi nó hơi bẩn thì chúng ta để dùng báo được, còn khi nó bẩn đến trạng thái bẩn vãi đái luôn thì phải dùng cái khác. Đầu tiên bước 1 là chúng ta sử dụng Omo. Bước 2 sử dụng một cái khăn. Đây chúng ta dùng nước này. Nếu mà thực sự mà muốn để nó sạch thì các bạn phải chơi kiểu này. Cho dù nó bẩn đến đâu thì bẩn, tôi nghĩ rằng là Omo này nó tẩy được hết. Anh em cứ làm phát cho tôi như này không sạch. Anh em nào mà làm đúng như này mà không sạch thì đến phụ kiện điện thoại ngon và rẻ gặp tôi hướng dẫn cho. Thực sự làm như này không sạch. Đừng vội cãi những người là bảo là thằng này ngu vãi đái ra. Nó lâu này sau rồi nó sẽ là lem nhem hết. Để in cho ông làm hết, đừng thằng nào comment vội khi đến đây nhá. Ok, chúng ta chỉ cần nói như này thôi. Và bước tiếp theo lại phải sử dụng cái đầu tiếp. Chúng ta lấy nước sạch này. Và khi cái thao tác của các bạn cầm nước, các bạn phải cầm dứt khoát mà. Rồi nước nó dứt khoát mà. Bởi vì là nếu cái nước mà nó không trôi đi hết, nó bị vấp, nó bị nước nó không chảy đi hết, nó bị vấp, thì là nó sẽ rất là lem nhem. Và có rất nhiều người đã bảo tí nước nó khô nó sẽ lại bị lem nhem. Nhưng đừng cãi, bởi vì là tôi đã lau hai cái cửa kính rồi. Đây là tôi mới lau một mặt thôi, và anh em thấy sự khác biệt không? Và khi anh em đã xem đến đây rồi thì tôi vẫn chỉ khuyên em một câu rất là chân thành rằng cuộc sống chúng ta phải dùng cái đầu và dùng cái tay. Cái tay để làm gì? Tay để đeo tay nghe AirPods 1.3 triệu. Cửa hàng về tai AirPods 1.3 triệu anh em rồi nhá. Và tai AirPods 2 1.8 triệu cửa hàng về, thì là còn tai AirPods mini thì là vẫn chưa về. Hôm nào về tôi sẽ đăng tin. Anh em mọi thứ có ấy. Anh em không cần phải cảm ơn tôi hướng dẫn cách lau kính đâu. Chỉ cần anh em đến mua tai nghe AirPods 1.3 triệu hoặc 1.8 triệu, đấy là tôi cảm ơn ngược lại anh em rồi. Chứ với tôi là cái cuộc sống cho đi nhận lại được. Xin chào anh em.